Anh em nào muốn làm giàu lên ngay còn cái nịt.me, hệ thống chặn lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao, đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Dâu dâu dâu, ba con sâu, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng với em Minzy trong series bình luận PKL server. Và chúng ta gặp nhau ở server US, à quên, vẫn không phải US anh em ạ, lâu lắm rồi không chơi US. Chắc là mai kia nếu mình rảnh thì mình làm clip US thì không anh em đòi hỏi quá nhiều. Chúng ta đang gặp nhau ở server GAV, như các bạn đã nhìn thấy chế độ trên màn hình ở đây. Các bạn, rất nhiều anh em nếu mà nhìn thoáng qua một chút, có lẽ chúng ta sẽ tưởng tượng đây là chế độ tuyệt kỹ, nhưng không phải đâu anh em ạ. Đây là chế độ sầm bắc nha anh em nhé, chế độ bắc môn anh em. Nhìn vào những cái dòng chữ và những cái chú thích chế độ ở đây thì anh em mới nhìn được đúng không? Đây là tám môn này, bắc môn anh em nhé. Hay chế độ sầm bắc này, hơn sầm bắc này đúng không? Nhìn vào đây cứ tưởng tuyệt kỹ, nhưng các bạn nhìn thấy Terry nó đang dùng cho mình một cái suối năng lượng phun trào này, và đấy là chế độ sầm bắc. Ok, và không để anh em chờ lâu hơn nữa thì chúng ta sẽ cùng đến với game đấu đầu tiên, đi tìm đối thủ đầu tiên, đó là Trang Béo đến từ xe 112 với 310 điểm. SCG trong chế độ sớm mắc có thể vô hình biến thân thành Billy và yêu đi dị, nên không có lý do để từ chối cả Robert với con hổ đằng sau, như mình đã nói trong một clip nào đó đúng không? Nó sẽ là một con át chủ bài không có tanh, nên bắt buộc mình phải lựa chọn VC. Lin thì các bạn nhé, không có tanh thì mình chọn VC, mà Lin sẽ là một con bài khá hay để đủ có thể khắc chế được rất nhiều các loại tướng tá đây nha các bạn này. Mấy gội đầu có tóc tai, các bạn nhìn này, đù dù này, mấy hôm một hai hay mấy hôm nhỉ, mấy hôm không thể dục thể thao nào, tóc tài vẫn thế. Lin cái đấu này anh em theo anh em nghĩ tôi có thể hốc thằng này không? Không chờ đón xem bạn có Zero Ochi tiếp theo sẽ là ai. Zero Ochi, Ca Phẩy và Athena, bốn võ sĩ tư chất 14. Zero Ochi, Ca Phẩy là Athena. Theo này mình chiến dùng Lin là đục với các bạn. Robert chưa cùng cần cho lắm. Dâu. Ôi, kèo này sẽ như thế này đấy các bạn. Athena này có phá bút, một con bàn khá hay trong chế độ sầm bắc này anh em nhé. Không những khá hay mà nó rất hay ấy. Ca Phẩy. Ca Phẩy không có hồn, không có hồn hổ ở trong này, nhưng các bạn nhìn thấy nó sẽ không lên nộ. Ai, nó vẫn hồi nộ được anh em ạ. Nó vẫn hồi nộ được. Ca Phẩy turn 2 sẽ có nộ à? Các bạn nhìn đến vừa một tình huống hồi nộ đến từ Ca Phẩy nhá. Ca Phẩy trong chế độ sớm mắc này khá hay. Các bạn tung lượt đầu tiên như thế này thì cái xác suất nó lên turn 2 nó lên nộ cực kỳ cao nha anh em. Rất cao ở đằng khác. Với turn 2 rất cao là Ca Phẩy sẽ có nộ. Thanh niên này AFK. Nghe có mùi giống AFK nhỉ. Cứ thế nó chậm chậm mà lâu lâu như thế này. Rất có thể thanh niên này sẽ AFK nhỉ. Nhưng mà AFK thật sự bị đánh nó bay màu luôn cho nó nhanh. À không, không phải AFK đâu, cố tình chăng. Đấy, dùng dao rồi. Đấy, dùng dao phay thần trưởng rồi. Tên này nó lên nộ thì có lẽ mình sẽ giữ lại con IGG này hợp lý. Ai lại không được rồi. Mình định dùng tuyệt kỹ ở con kia, nhưng mà nhìn lại con Lin của mình nó có độc chiêu nên là mình không dùng nha anh em. Mình nhìn lại là con Lin của mình có độc chiêu nên mình không dùng tuyệt kỹ của thằng Braum nha anh em nhá. Nếu mà dùng tuyệt kỹ của thằng Braum trong quả đó thì chắc chắn là thằng Undercut sẽ chết. Lúc đấy mình tự nhiên mình đưa mình vào một cái thế nó khó. Thằng này đúng AFK này. Thằng này đúng bài AFK này anh em. Anh em thấy không? Tự nhiên mình đưa mình vào một cái bài khó làm cái gì, trong khi mình có những cái bài nó dễ hơn rất nhiều đúng không? Theo này mang Ca Phẩy vào đi. Mình có IGG xử lý con này rồi. Đẹp thế. Cứ xoáy vào giữa giết thằng nào chết, thằng nào chết thôi nhỉ. Ủa mẹ kinh thật. Ừ, bây giờ lại ăn một cú combo 4 của nó khi mình bay ngược không? Không nha các bạn nha. Tại sao mình nói là mình không thể nào mà bị bay ngược, bị ao chỉnh ngược trong cái game đấu này? Mình đang có dâu. Dâu nó đang trong tình trạng phun máu và đang có bút thủ như thế kia thì rất khó để có thể gọi là sắt đao dâu trong một hai cái tuyệt kỹ được. Mà bù lại tem bạn còn Athena này, còn Ochi với Krauser với cả Zero như thế này thì xác suất để có thể focus cho mình gần như không có, đúng không? Đến giờ này chúng ta có thể nghĩ là tem bạn còn cho mình đó chính là con Athena. Thế gọi là ba tuyệt kỹ mới giết được còn ba tuyệt kỹ mới giết nổi còn còn dâu đâu đơn giản giết được không?
Cầu chơi xoáy ở chạy ý nghĩa thì Zero Clone đang thể hiện phong độ đỡ đòn của nó tuyệt vời. Nó còn con Athena này, cửa gì mà cưỡng thôi nha, nó chỉ còn con Athena này thì cửa gì mà cưỡng mình nữa. Thì mình có những con hàng mà focus thẳng mặt nó như thế này thì nó lấy gì ra là cưỡng. Ôi trời, mấy ô rồi, cho quả, nó cho quả mấy ô rồi, còn một mình Athena thôi. Bạn có gì đâu, bạn không quýt thì bạn. Mình ra thiên này cưỡng như nào được trong kèo đấu này nữa, đúng không? Mình nhớ không nhầm là nó còn con Athena 02 UM. Như thế là không đủ để có thể gây uy hiếp được cho team mình, và chúng ta sẽ cùng đến với game đấu thứ hai đi. Game đấu này chắc chắn là không cần phải nói quá nhiều nữa. Một tội thanh niên này AFK cung dở quá này, đúng không? Mất thời gian. Mình lại sợ không đủ vì clip này mình đang chơi vào buổi tối, mình sợ không đủ. Nó buông tay rồi. Một tình huống buông tay thì em bạn không sử dụng Athena. Buông tay. Chúng ta có thể nôm na dùng cái từ như vậy. Khó chịu nhỉ, đánh những thanh niên mà cũng ai cũng khó chịu thật nhỉ. Nên AFK này cảm giác khó chịu thật. Tự nhiên mất oan đi đâu đó tầm khoảng 30 giây. Đúng không? Thì 30 giây từ lúc đây là anh em nhìn ví dụ thời gian của mình đang tụt xuống còn 10 12 giây ấy. Nó loanh quanh nó sẽ rơi đó đâu đó tầm khoảng 15 giây. Nó cho bạn 15 giây để quyết định nhỉ. Mẹ vớ vẩn, tí con O chỉ hồi sinh phát nữa. Chúng ta lại ngồi chờ thêm phát nữa. Ui giời ơi. Game mà các bạn, cuộc sống đôi khi nó là thế, đúng không? Cái mà chúng ta không mong đợi được nhìn thấy thì nó lại xảy ra. Đúng không? Vào những cái game mà đối thủ AFK xác định là thua như thế này ấy, đối thủ của nó AFK thì cầu mong mình mất mạng chẳng hạn, đúng không? Để nó thắng ngược lại chẳng hạn. Thì nó sẽ mong là mình sẽ bị mất mạng, đúng không? Và mình thì mình mong nó đéo hồi sinh, nhưng khả năng cao nó lại hồi sinh nha bạn. Đây, dễ hồi sinh nhá. May quá nó không hồi sinh của chúng ta. Đỡ được 30 giây cuộc đời. Cùng đến với game đấu thứ hai nào. Ấy à, em lên luôn được danh hiệu anh em ạ. Chúng ta cùng đến với game đấu thứ hai nha anh em nha. Đỡ tốn được 30 giây cuộc đời. Và đây là game đấu thứ hai mà các bạn đang nhìn thấy. Là con Peko đến từ Xeo 161 Somi với hai quả vếu thế này thì gần như là anh em sẽ lựa chọn Somi thôi. Hổ hổ hổ, tụi nói năm nay năm con hổ. Không lý do gì để nhẽ phải lấy thằng DC thế nha. Ôi chết là lại quên mất lại lấy thằng Zero, một trong hai thằng đấy mình phải lấy. Mình tự đâm đầu mình lấy đam này chết. Trong khi team bạn toàn tanh ngon. Sai 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 sai. Sai 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 rồi. Anh em dạo này nhìn tôi gầy hay béo nhỉ? Dạo này thế nào? Tôi cảm giác tên này cảm giác sai sai anh em ạ, định mệnh. Không phải nói điều đâu anh em ạ, game này cảm giác gì đó mình sẽ thua là mình không có tanh nào, trong khi các bạn nó có đầy đủ tất cả mọi yếu tố đúng không, có từ DC, có từ Zero, có Brown, có ba, có Lin, lại còn có cả Chiru nữa. Những con bài này nó khắc những con đả theo mình nó quá nhiều, mình chả có lý do để mình thắng thằng này mệnh nó luôn ấy. Nó lại còn silent cho quả, khóc thét mẹ luôn. Thôi, game này bỏ mạng ở đây rồi anh em ạ, bỏ xác. Theo mình nghĩ là mình bỏ xác. Có khả năng là sẽ con nào đó tung tuyệt kỹ, Lin hay là Chiru. Đừng nói Chiru tự bút tuyệt kỹ cho mình. Nó cao mình bỏ mạng cao lắm ấy nhỉ. Ôi ôi ôi, nó bút cho Lin thì thôi. Sớm là dự đoán là chúng ta bỏ mạng lắm. May quá, bảo là không tuyệt kỹ vào ai. Này, nó dùng độc. Nó dùng độc, độc cô thần trưởng anh em ạ. Nó dùng độc cô thần trưởng, một độc hai độc khó nhỉ. Game này mình không tìm ra được lý do này mình chiến thắng được nhỉ. Mình cũng không tìm được cái lý do này để mình chiến thắng, biết đâu bất ngờ. Mình phải đánh thế để mình câu kéo lấy nộ cho con ăn đéo nha các bạn nhé, nhưng mà khó lắm đúng không? Thật sự các bạn khi mình không có tanh như này thật sự khó.
Kèo này nó đánh cho mình thì cũng bong rồi, đúng không các bạn? Anh đi đặt trước. Với Angle, với Theory, với cả Zero như kia đánh thì kiểu gì mình chả bong. Kiểu gì mình cũng chết ăn đéo không, mình chơi luôn, thua luôn, bị sắt đào luôn. 90% là mình bị sắt đào. Angle làm quả phát chết ăn đéo luôn. Chịu cái nào nổi nhiệt đúng không? Đã bảo là không tanh thì đánh bong lắm anh em. Không tanh đánh bong lắm, nó còn còn đấy nữa. Không tanh nó bong lắm, nó còn còn gí sassy đấy rồi các bạn. Ui giời ơi, ý trời mẹ rồi, ý trời mẹ rồi anh em, cái này thì đúng là ý trời rồi. Xong con Zero nó lại xoáy ra quả chết nữa thì đúng là ý trời anh em ạ, không cưỡng được. Ý trời anh em, ý trời, ý trời, ý trời, không cưỡng được. Block nữa nào. À, đéo giải được nổ. Ý trời nhờ. Ý trời bắt chúng ta thua. Đúng không? Ý trời bắt chúng ta thua thì chúng ta không còn gì để chống đỡ nữa. Và quýt đến từ em Menzi. Tỷ số đã cân bằng là 1-1. Game đấu này thì chúng ta không có nhiều cơ hội. Mình đã sai ngay từ lúc mà mình pick, mình bảo các bạn một là mình phải lấy Zero, hai là mình phải lấy con VC. Mình lại ham quá, mình lại đi lấy hai con tanh. Cái con cưới Elite thì mình không muốn lấy trong cái tình huống đó đâu. Con ăn đéo thì mình có thể lấy được, nhưng con cưới Elite mình không muốn lấy trong tình huống đó lắm. Mình đã bảo các bạn rồi, tem không tanh đánh cực kỳ khó chịu. Đó là lý do tại sao mình trong kèo đấu này mình sẽ lựa chọn con Yasuo này. À, Miku. Tali các bạn. Muốn nhử Miku thì phải đánh Tali. Lin bỏ qua được nhé, à con Athena bỏ qua nhé các bạn. Kèo này mình muốn nhử nên mình sẽ phải lấy con Lin. Mình Lin nó có giới hạn sát thương, khi mà nó tung được tuyệt kỹ, nó tránh sát thương tuyệt kỹ nên là có thể hốc được kèo này. Em bạn lại có hồi sinh nữa, khó chịu nhè. Tem này thì đối thủ ăn đến ra được mình. Tem này thì đối thủ để mà ăn được mình là hơi khó các bạn. Đúng không? Quan trọng là chúng ta nhử nháy cái kèo này nó như thế nào thôi. Game này đối thủ ăn được mình nó là hơi khó đấy. Kèo này nói chung là kèo này mình ở cửa trên, nhìn là chúng ta sẽ đang ở một cái tư thế cửa trên hơn so với đối thủ. Quan trọng là chúng ta lựa chọn kết thúc đối thủ như kiểu nào ấy thôi. Bản thân mình nghĩ thì mình có hai phương án để kết thúc đối thủ trong game đấu này. Một là chúng ta sẽ kết thúc đối thủ bằng cách nhử nháy ở chiêu luôn. Hai là chúng ta có thể kết thúc đối thủ luôn trong game cũng được. Mình có hai sự lựa chọn, thi đấu này là có quá nhiều sự lựa chọn để mình an tâm. Vấn đề là mình hơi phân vân vị trí con Namlet như thôi. Nó muốn Athena tương đầu này hơi sai. Hình như đối thủ AFK thì phải, à không, không phải AFK, cố tình như vậy. Muốn Athena để bút cho mình một chút gì đó máu để chống đỡ trong tương này, nhưng mà AFK bút thì Athena đấm nó luôn đấy các bạn, lại con hai mình đi đấm luôn thì con này nó giảm độ đằng sau đúng không anh em? Mày giảm độ đằng sau người tạo đánh mày, mày giảm độ đằng sau người tạo đánh mày. Ơ mình tưởng con này nó chỉ giảm độ một thế sao mà lại như cảm giác nó giảm độ 3 nhỉ? Rugal mới giảm độ 3 đằng sau chứ. Trong này thì thôi, chúng ta không nhử nữa nha anh em nhá, rút kinh nghiệm với những game đấu mà chúng ta tuyển này. Trong chế độ sờ mắc này không nhất thiết phải nhử, chúng ta cứ giữ chiêu lưu đến cuối game mà được. Vì chiêu độc chiêu các bạn biết là có khả năng gây silent vô cùng khó chịu, nên chúng ta cứ giữ là được, không nhất thiết nữa. Không nhất thiết là phải hủy đi chiêu lưu. Không nhất thiết phải hủy đi chiêu lưu làm gì cả. Kèo đấu này cứ đánh bình thường thôi các bạn, chả có gì cả, đúng không? Kèo đấu này chúng ta cứ đánh bình thường thôi, không nhất thiết phải hủy. Năm lét đi. Thao đấu này chúng ta không nhất thiết phải hủy đi chiêu lưu làm gì cả, cứ để thôi. Đúng rồi, sẽ có những con hàng mà gây cảm giác khó chịu này cho tem mình ạ. Sẽ có những con hàng gây cảm giác khó chịu. Ai đây? Sắp xếp như thế mà ăn đéo vào hợp lý ấy nhỉ?
Đi ăn, đi ăn thì cho ăn đéo, muốn ăn đéo có 2 độ nhưng mà lại không được, khá đi ăn thì cho đối thủ. Một tình huống tính toán nó hơi sai lầm thì phải, Chiru sẽ chết chắc chắn rồi, sống ra rồi các bạn. Chiru với Lin, một trong hai con Chiru chết rồi, Lin xác suất chết không, vấn đề nếu mà ăn 3 quả độc chiêu chắc chắn Lin chết không trụ nổi. Đánh vào đây thì hơi sai sách, à có giảm độ, đánh vào đấy thì cũng chả giải quyết vấn đề gì nữa. Tên này mình có thể cho Google hợp lý hơn đúng không, vì đằng sau là hai con đả mà các bạn đúng Hãy subscribe cho không, Google nó hợp lý hơn vì đằng sau nó ủa. Hợp lý hơn mà nó lại tông block như vậy, thừa cơ hội cho Kunam khoan được một phát nữa. Nó còn ai nhỉ, nó còn một con tư chất 14 nữa, con nào nhỉ? Gonit hợp lý quá nhỏ, quả Gonit này nhìn mẹ thì nó lại hợp lý vãi cả lọ, vừa phá bút lại còn giải silence, giải độc, có khi nào ao trình được không ta? Nói rồi nhưng mà ăn đéo lại có nộ, không ăn đéo có khi ăn đéo nộ từ này đúng rồi, chưa có nộ thì từ sau ăn đéo mới có nộ được. Nào, trời ơi, từ sau muốn có nộ cũng khó. Vẫn để lại Chiru hợp lý nhất. Tình huống này nó vẫn phải để lại Chiru. Nó giết con Chiru và nó lại sai nha. Là mình mới không ngờ mình giết con Chiru trong tình huống đó nha. Đúng không? Là mình không ngờ mình đi mình ngu, mình lao đầu mình giết con Chiru làm gì trong tình huống đó cả. Giết con Chiru trong tình huống đó nó quá sai ấy. Má thằng này. Chứ là Chiru tình huống nó quá sai anh em đúng không? Tự nhiên khác gì mình bê thêm đúng con tướng nữa vào. Đó một là đó chắc chắn mình khẳng định với các bạn, đó là tình huống xử lý rất sai đến thiên nhiên xe 161 này. Cái giá của việc sai lầm thì các bạn biết rồi đấy. Cái giá của sai lầm thì các bạn biết đấy, nó kinh khủng như thế nào. Tất nhiên rồi, cái giá của sai lầm đó là chiến thắng, đó là cái thua. Chiến thắng dành cho mình và chạy thua dành cho đối thủ. Không thể bàn cãi hơn được nữa. Đúng không? Ok, chiến thắng dành cho em Minzy ở game đấu thứ hai à? Mới chỉ game đấu thứ hai thôi. À, game đấu thứ ba này nhỉ? 3 game này. Chúng ta sẽ cùng đến với game đấu thứ tư nhá. Chúng ta sẽ cùng đến với game đấu thứ tư. Cũng có thể là game đấu cuối cùng. Tại sao mình nói game đấu cuối cùng? Vì thời gian nó cho hết cho phép này. VNNHM NMH đến từ server nào đó mình không kịp nhìn. Kèo này kèo full tư chất full tư chất 14 này các bạn, nhìn thôi là biết. Kèo full tư chất 14 này. Lấy Lin này các bạn, hay 5 led nhỉ. Kèo này lên 5 led này các bạn, đã full tư chất 14 thì tem bạn sẽ có lửa và 5 led sẽ được lợi thế ở cái hồn lửa đấy. Khi mà nó dính lửa nó sẽ hồi lại giải hiệu ứng các kiểu đúng không? Nó sẽ có một lợi thế nho nhỏ dành cho 5 led trong tình huống này. Đánh tứ hồn hay là đánh sáng thế? Theo mình đánh tứ hồn nó hợp lý hơn. Đánh tứ hồn thì nó hợp lý hơn trong kèo này nhé các bạn. Init không cần vội. Không có silent à? Bên kia đừng nói. À không, không phải tứ hồn. Thiếu một chút là tứ hồn. Thiếu một chút là tứ hồn. Giá như nó lao vào con Zero thì đẹp bài quá nhở, hoặc là leo dị có hay quá, leo dị có độc chiêu làm sao thì leo dị có độc chiêu mà có cả tuyệt kỹ luôn, nó vẫn là trong tính toán của mình, nó vẫn là đẹp rồi nha, nó vẫn là đẹp, nó vẫn là đẹp thôi. Ok, cái từ của gì kia đúng không? Nó bị giảm độ đằng kia. Mà kèo này giết con Lin hợp lý hơn thì nhiều. Hợp lý áp lắm. Đúng không? Kèo này mình nghĩ mình giết con Lin là... Ôi ơi! Vẫn đéo chết ạ! Kèo này về cơ bản là mình nghĩ là phải giết con Lin trước nha anh em. Con Lin nó gây lại nhiều cái áp lực hơn so với con Leo dị.
Vì thứ nhất là con Lin nó có độc tố trên người các bạn. Ừ, dùng cây Elite. Kiểu này dùng Zero cây Elite thì cũng nó cũng ngang nhau là các bạn, nó chả khác gì cả. Các bạn hiểu không? Cái cảm giác uy áp đến từ con Lin nó áp lực hơn so với con leo dị AI. Muốn leo dị thì có cú chém 3. Sao con leo dị không có nộ quả đấy nhở? Tên này bắt buộc mình mang 5 led với cả Gunit vào rồi. Tên này nó còn con gì nhỉ? Nó còn con Zero anh em. Con Zero. Mẹ nó thêm mà cũng chết. Lại bắt lỗi anh em ạ. Chỗ này nó bắt lỗi perfect nhiều thế. Zero ca phẩy. Ôi ôi. Đội quân sư. Ôi ôi không có block nào ạ. Ôi ôi lại ăn quả clip này. Đau như chó thiến luôn ạ. Ôi dồi. Gần bong anh em gần bong. thêm Orchi. Mày đỡ đòn tốt đấy, mày đỡ đòn tốt đấy, nhưng mà như thế là chưa đủ đâu, như thế là chưa đủ đâu, như thế là chưa đủ đâu, đỡ đòn thì tốt đấy, nhưng như thế là chưa đủ. Và chiến thắng dành cho em Minzy ở game đấu thứ tư trước VHNHM. Vậy là vừa kịp lên danh vàng thì thời gian gì nhỉ để chúng ta PK lên server đã hết anh em ạ, chính thức là hết PK lên server. Không biết làm thế nào được. Hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe, ủng hộ cho em Minzy cũng như CD bình luận về cả lên server nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Nhớ like, comment cũng như là có quảng cáo thì ủng hộ cho em Minzy nhé. Cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye và bye bye.